Ai chà, màn hình mới à? Ngon phết nhở? Tất nhiên rồi. Em bây giờ đã khác, cương vị mới, trách nhiệm mới, màn hình cũng mới. Anh hãy quên con bé dùng màn hình cùi ngày xưa đi. Đánh có mấy cái văn bản mà cũng đòi dùng màn hình mới xịn như này à? Anh không biết à? Bây giờ em chỉ dùng 2 tiếng để làm việc mỗi ngày thôi. Còn 6 tiếng còn lại em bận làm game thủ rồi. Thôi đi ra đi, người ta còn review. Kích thước 26,5 inch, tỷ lệ 16:9, độ phân giải QHD 2K với độ sáng 200 nit cùng độ phủ màu DCI-P3 98,5%, mang đến một chất lượng hình ảnh chân thực đỉnh cao. Trang bị màn hình OLED với tần số quét 240Hz đáng kinh ngạc, với thời gian phản hồi ấn tượng chỉ 0,03ms, cho bạn thưởng thức những trận đấu với chuyển động mượt mà siêu thực. Chơi game cứ phải gọi là siêu mê. Tích hợp công nghệ chống lóa bảo vệ mắt, mang lại trải nghiệm xem tốt hơn, ngay cả trong môi trường có ánh sáng mạnh. Hơn nữa, bảo vệ màn hình với OLED Care giúp ngăn chặn sự xuất hiện của dư ảnh bóng mờ. Hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync và G-Sync, không lo bị xé hay giật hình. Trình ổn định màu đen cùng tầm ngắm bắn sẵn chuẩn xác, dễ dàng hạ gục đối thủ của bạn trong nháy mắt. Trọng lượng khá nặng 7,35kg, chân đế chất liệu nhôm, tạo cảm giác chắc chắn, giúp tăng thêm tính thẩm mỹ. Nâng cao trải nghiệm của bạn với hệ thống chiếu sáng Hexagon mới nhất, với thiết kế 4 cạnh gần như không viền. Phần chân đế có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng và độ xoay, cho bạn luôn trong tư thế sử dụng thoải mái nhất. Với điều khiển từ xa Ultra Gear, thuận tiện thiết lập và điều khiển màn hình bằng cách bật hoặc tắt màn hình, điều chỉnh âm thanh, thay đổi chế độ và các tùy chọn khác. Trò chuyện bằng giọng nói thông qua kết nối với tai nghe 4 cực. Ngoài ra, bạn được đắm chìm hơn nữa với âm thanh 3D ảo với DTS Headphone X. Trang bị thêm đèn LED RGB ở mặt lưng, 2 cổng HDMI 2.1 và 1 cổng DisplayPort 1.4. Ngoài ra, có 2 cổng USB 3.0, rách cắm tai nghe XBDIF để xuất tín hiệu ra ngoài dễ dàng. LG Ultra Gear 27GR95QAB, sản phẩm tốt, giá tốt, mất chỉ 1 tháng lương thôi. Đến Hacom, riêng em nó về ngay nhé.